Một cách chuyển đa năng dành cho iPhone, đặc biệt dành cho các game thủ. Cách chuyển 3 trong 1 từ thương hiệu Pegasus. Cách chuyển rất nhỏ gọn và thiết kế bằng hợp kim nhám sang trọng. Ở đây có một đầu vào là jack lightning và cắm vào các thiết bị iPhone với 3 đầu ra. Trong đó có 2 đầu ra lightning và một trong 2 đầu ra lightning thì có một đầu ra chuyên để cắm sạc, một đầu ra chuyên để có thể cắm các tai nghe iPhone cổng lightning, và đặc biệt là có một cổng 3.5 dành để cắm các tai nghe có dây jack 3.5. Bây giờ mình sẽ test sản phẩm này, khả năng kết nối của sản phẩm này với các thiết bị tương ứng. Ở đây mình có một tai nghe AirPods cổng lightning và jack kết nối thì mình có thể sử dụng các nút điều khiển như bình thường. Bây giờ mình sẽ thử vừa cắm sạc và vẫn đeo tai nghe thì điện thoại sẽ sạc được không nhé. Các bạn thấy điện thoại đã tiến hành sạc, có thể vừa sạc vừa đeo tai nghe. Đây là một tính năng mà có lẽ các game thủ đều rất yêu thích. Cảm giác cầm tay khi vừa chơi nghe game, vừa cắm sạc vừa nghe nhạc như thế này vẫn rất là thoải mái. Và mình rất là nghĩ là các game thủ sẽ yêu thích cái điều này. Như vậy, đây là một chiếc jack chuyển đa năng mà mình nghĩ các bạn game thủ đều yêu thích. Bởi vì các bạn game thủ thường đến nơi công cộng hoặc là chơi game ở quán cà phê nơi công cộng, và các bạn không muốn âm thanh bị ảnh hưởng tới người khác, thì đem theo chiếc jack chuyển này có thể vừa đeo tai nghe, vừa sạc và vừa chơi game ở bất cứ đâu các bạn thích.